Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tốt Sao Hoa. Và như thường lệ, ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức thú vị ngày hôm nay. Chúng ta đều biết thù lao của người nổi tiếng là rất lớn. Họ nhận quay một bộ phim, một chương trình giải trí thì thù lao nhận được có khi còn hơn cả số tiền dành dụm cả đời của bạn. Tuy nhiên thì cứ không phải giàu có là sẽ ăn tiêu xa xỉ, mà còn rất nhiều những ngôi sao Hoa ngữ vì quá khứ khó khăn mà đến hiện tại thì họ vẫn giữ được thói quen tiết kiệm. Và ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm qua những ngôi sao Hoa ngữ nổi tiếng vì tính tiết kiệm trong giới nhé. Thứ nhất, Dương Siêu Việt. Nhiều người biết đến Dương Siêu Việt với tư cách là thành viên của nhóm nhạc Hòa Viễn Thiếu Nữ xuất thân từ chương trình Sáng Tạo 101. Cô được yêu thích nhờ có giá trị nhan sắc cực cao. Sau khi trở nên nổi tiếng, nhiều hợp đồng quảng cáo, phim ảnh, show giải trí liên tục tìm đến Dương Siêu Việt, giúp cô trở thành một trong những thành viên hoạt động năng nổ và gây được nhiều sự chú ý nhất. Trở thành thần tượng nổi tiếng cũng đồng nghĩa với việc thù lao nhận được sau mỗi dự án của Dương Siêu Việt sẽ càng hậu hĩnh. Tuy nhiên thì quá khứ cơ cực chính là một trong những động lực khiến nàng ca sĩ kiêm diễn viên trẻ này hình thành nên thói quen tiết kiệm. Lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn vì cha mẹ ly hôn từ khi còn bé, học xong cấp 2, Dương Siêu Việt đã phải bước chân vào xã hội làm đủ mọi công việc, từ công nhân xưởng may đến nhân viên phục vụ quán cà phê để kiếm sống. Tham gia một chương trình thực tế, khi được hỏi vì sao còn trẻ như vậy mà đã cố gắng kiếm tiền, Dương Siêu Việt đã đáp lại một cách vô cùng thuyết phục. Dù sao cũng phải dành dụm tiền mà, kiếm tiền là để tích của hồi môn, không có của hồi môn thì làm sao gả cho người khác được. Từ chia sẻ trên có thể thấy rõ quan điểm sống tự lập tự cường của cô nàng trông thì yếu đuối nhưng thực chất lại cá tính vô cùng mạnh mẽ. Thứ hai, Ngụy Đại Huân. Dù nổi tiếng là một thiếu gia thứ thiệt trong giới giải trí xứ Trung, Ngụy Đại Huân vẫn không hề ngần ngại thừa nhận bản thân có tính tiết kiệm. Thân thiết với MC Hà Cảnh, Ngụy Đại Huân bộc bạch rằng bản thân rất thích cảm giác ở bên cạnh đàn anh vì một lý do rất đơn giản. Kỳ chung rất có khả năng không cần phải tốn tiền chi trả bất cứ thứ gì. Ngược lại, hiếm có dịp Ngụy Đại Huân mời tiệc Hà Cảnh, nhưng anh lại khôn khéo lựa chọn đưa đàn anh đi ăn tiệc buffet, bởi thường thì giá tiền buffet luôn cố định theo đầu người. Không chỉ vậy thì gấu bông mà người hâm mộ tặng mình, Ngụy Đại Huân chỉ cần bỏ nó vào một chiếc túi đựng hàng của LV là có thể tận dụng làm quà sinh nhật mang tặng lại cho tỉnh Bách Nhiên. Sau khi tỉnh Bách Nhiên nhận được và tức giận đăng tin lên vòng bạn bè chất vấn, thì Ngụy Đại Huân lại mượn cớ vì đây là quà của fan nên muốn xin lại. Tuy tự nhận mình keo kiệt nhưng cách hành xử hài hước đáng yêu của Ngụy Đại Huân không khiến bạn bè và fan khó chịu, ngược lại lại thấy vui vẻ. Trên đây cũng là những chia sẻ vui đùa trên truyền thông. Ngoài đời, Ngụy Đại Huân vẫn được khen rất nghĩa khí và đối xử tốt với những người xung quanh mình. Thứ ba, Châu Đông Vũ. Cùng được trao giải ảnh hậu phim Mã nhờ diễn xuất thuyết phục khán giả trong Thất Nguyệt và An Sinh, cặp đôi Mã Tư Thuần và Châu Đông Vũ ngoài đời cũng là hai người bạn thân thiết, thậm chí không hề câu nệ bóc phốt lẫn nhau. Mã Tư Thuần từng kể rằng Châu Đông Vũ rất keo kiệt khi tham gia một số chương trình Happy Cam. Khi dân mạng dần dần đưa tin, Châu Đông Vũ cũng không chịu ngồi yên mà đăng đàn giãi bày. Nói chuyện tiền bạc, tổn thương tình cảm, tiết kiệm là phẩm chất tốt. Thứ tư, Quách Kỳ Lân. Nối nghiệp cha là một trong những nghệ sĩ tướng thanh, một loại hình nghệ thuật dân gian của Trung Quốc nổi tiếng. Quách Kỳ Lân tự đi lên bằng năng lực của bản thân và trở thành cái tên được nhiều người yêu thích. Gần đây nhờ diễn xuất trong bộ phim Khánh Dư Nhiên cũng trở thành khách mời cố định trong Keep Running Man, mùa mới nhất mà Quách Kỳ Lân càng trở nên nổi tiếng. Trong Xin Nhờ Tủ Lạnh, Quách Kỳ Lân thật thà chia sẻ, em đã từng nghèo, em hiểu rất rõ. Anh cũng tiết lộ để tiết kiệm sẽ không ngại sử dụng đồ dùng gia dụng rẻ tiền, túi đựng rác ở nhà rất lâu mới thay vì có thể tận dụng túi ni lông mua hàng, ngay cả bóng đèn bị hỏng anh cũng chẳng buồn bỏ tiền ra mua mới. Nhiều người chế giễu Quách Kỳ Lân nói quá vì dù gì anh cũng là phú nhị đại, nhưng ít ai biết được rằng anh chàng được mệnh danh là công tử Đức Vân Xã này trước nay vẫn ở nhà thuê, lúc anh lên tiểu học thì cha anh mới dần dần nổi tiếng, thế nên từ nhỏ anh đã học được cách sống tiết kiệm. Thứ năm, Dương Địch. Nếu chăm theo dõi những chương trình giải trí Hoa ngữ thì bạn không thể không biết đến MC kiêm diễn viên Dương Địch. Dù không có ngoại hình đẹp trai nhưng nhờ sự duyên dáng và tài ăn nói hóm hỉnh của mình mà Dương Địch được khán giả ở mọi lứa tuổi yêu mến. Có tài năng lại có chí lập nghiệp, chỉ tính riêng nửa đầu năm 2020 thì Dương Địch chính là nghệ sĩ tham gia làm khách mời của nhiều chương trình nhất. Trong talk show hội đàm không chính thức, Dương Địch đã thẳng thắn giải thích bản thân vốn không keo kiệt như mọi người nghĩ mà chỉ đơn giản là thích hưởng thụ niềm vui tiết kiệm mang lại vì nó cho anh cảm giác rất an toàn. Lúc học cấp 2, Dương Địch tình nguyện làm chân chạy vặt mua quà bánh cho các bạn học và thu phí mỗi người 5 xu nhân dân tệ, chưa đến 200.000 Việt Nam đồng. Số tiền ít ỏi này không chỉ giải quyết được bữa sáng cho Dương Địch, mà nếu còn dư, anh có thể bỏ vào heo đất nhờ mẹ giữ thay mình. Cũng từ đó mà Dương Địch nuôi dưỡng nên thói quen tiêu tiết kiệm đến tận bây giờ. Anh có thể mặc đi mặc lại một bộ trang phục nhiều năm liền, thậm chí vì tiện cắt tóc quen không lấy tiền của mình, rời đi địa chỉ mà không ngại đạp xe đạp công cộng gần 1 giờ cả đi lẫn về để đến chỗ mới. Chúng mình là tốt.
Tốt Sao Hoa và bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.